cách áp dụng trí thông minh cảm xúc trong việc dạy tiếng Anh cho con tại nhà. Các bạn hãy thử xem nhé. Cách thứ nhất là hỏi con, nói chuyện với con về cảm xúc bằng tiếng Anh. Những điều này rất đơn giản và bất kỳ bố mẹ nào cũng có thể thực hiện được. Ví dụ, buổi sáng khi tỉnh dậy, bạn có thể chúc con một ngày mới tốt lành, have a good day, hoặc là how do you feel now? Tất cả những điều đó đều có thể hỏi vào những khoảnh khắc mà bạn nhìn thấy con, gặp con, đón con đi học về, hoặc là ngay lúc mà con đang học. Và cố gắng là giúp cho con diễn tả bằng rất nhiều những từ miêu tả cảm xúc khác nhau. Không phải chỉ lúc nào cũng là happy, mà có thể là I feel angry chẳng hạn, hoặc là I feel nervous. Có rất nhiều những từ miêu tả cảm xúc bằng tiếng Anh và người ta đã liệt kê ra có khoảng hơn 100 từ vựng miêu tả các cảm xúc khác nhau. Bạn nhỏ nào càng miêu tả cảm xúc được một cách chính xác thì khả năng vượt qua và quản lý cảm xúc của bạn càng tốt. Vì thế trong chương trình học tiếng Anh với Pantado, chúng mình đã giúp cho các bạn có những bài học để tăng cường vốn từ vựng liên quan tới cảm xúc. Và chắc chắn rồi, con bạn có thể diễn tả được rất nhiều cung bậc cảm xúc khi bạn hỏi con đang cảm thấy như thế nào. Cách thứ hai đó là giúp cho con ra quyết định ở trong bất kỳ những khoảnh khắc nào bạn làm việc cùng với con bằng tiếng Anh. Mình lấy ví dụ như bạn có thể cùng con nấu ăn và nói với con về các vật liệu bằng tiếng Anh, hoặc có thể để con nói và sau đó bạn có thể hỏi con là với món này thì con chọn vật liệu nào. Và với việc bạn hỏi như vậy á, thì sẽ giúp cho con nghĩ và ra quyết định một cách phù hợp. Đó cũng chính là cách mà bạn đang áp dụng trí thông minh cảm xúc của con vào để ra quyết định một cách đúng đắn. Và cách thứ ba là giúp cho con có khả năng lắng nghe và tập trung trong mọi tình huống mà con đang trải qua. Vì trí thông minh cảm xúc là như thế sẽ khiến cho đứa trẻ mong muốn tập trung và làm theo hướng dẫn. Đó là ba cách mà bạn vừa áp dụng trí thông minh cảm xúc, vừa có thể phát triển trí thông minh cảm xúc cho con. Trí thông minh cảm xúc giống như cơ bắp. Nếu bạn cho con được tập luyện thì cơ bắp sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Và vì thế cần nhắc đi nhắc lại trong tất cả các giờ học, trong tất cả các tình huống mà bạn trải qua với con. Và như thế thì bạn cũng không cần phải là một người cha mẹ thực sự giỏi tiếng Anh mới có thể dạy được con. Bạn hoàn toàn có thể đồng hành cùng với con, và chúng mình đang làm nhiệm vụ như là những người cha người mẹ để thay thế trong những giờ học tiếng Anh giúp cho các bạn phát triển trí thông minh cảm xúc. Hãy đồng hành cùng với chúng mình, đồng hành cùng với Pantado. Hiện ở Pantado đang có 59 suất học thử miễn phí dành cho các bạn nhanh tay đăng ký. Mình để đường link phía dưới và hãy đến với những buổi học thử này để thực sự biết được rằng trí thông minh cảm xúc được đưa vào trong các buổi dạy tiếng Anh sẽ tự nhiên và đáng yêu như thế nào các bạn nhé.